xin chào các anh chị và các bạn hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 92 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp chủ đề của phần 92 này là sân theo tờ xua sân theo tờ xua xua là sai là nhầm sân tiêu là thanh điệu sân theo tờ xua là cái sai của thanh điệu thì mình dịch ngắn gọn là sai thanh điệu thôi ở đây là một cái uh, mẫu chuyện vì một cái người nào đó phát âm sai về thanh điệu cho nên là đã gây ra cái sự hiểu lầm thôi còn chữ R với đằng sau đó là cái phần thứ hai tức là trước đây đã có một cái phần sai về thanh điệu rồi nay là thêm một phần nữa thì nó thành R là hai và thanh điệu chúng ta hiểu nó là các cái dấu thôi ha ví dụ như tiếng Việt mình có dấu sắc dấu huyền dấu hội dấu ngã dấu nặng á mình cũng gọi là thanh thanh sắc thanh huyền thanh hội thanh ngã đó thì đó là thanh điệu đó tiếng việt là thứ ngôn ngữ có thanh điệu và tiếng hán hiện đại cũng như vậy luôn rồi bây giờ đầu tiên thì xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần chậm và một lần nhanh rồi sau đó à, mình sẽ tiến hành giải thích cho các anh chị và các bạn xin mời các anh chị bắt đầu nghe nào <laughs> 二一天，一个阿姨上了一辆有空调的公共汽车，投了一块钱。因为有空调的公共汽车比普通的公共汽车贵一块钱，所以司机对阿姨说：“两块。”但是因为这个阿姨听成了两块“凉快”。 所以答道：“是啊，空调车就是凉快。”司机又说：“头凉快。”阿姨笑着回答：“不但头凉快，而且全身都凉快。”说完就往车的后面走去。司机急了，说：“我是说前头凉快。” 阿姨回头问：“前头凉快吗？”我觉得后头人少，比较凉快啊。司机气得说不出话来，全车人都笑得说不出话来。声调的错二。一天，一个阿姨上了一辆有空调的公共汽车。 投了一块钱，因为有空调的公共汽车比普通的公共汽车贵一块钱，所以司机对阿姨说两块。但是因为这个阿姨听成了凉快，所以答道：“是啊，空调车就是凉快。”司机又说头凉快，阿姨笑着回答：“不但头凉快。” 而且全身都凉快。说完就往车的后面走去。司机急了，说：“我是说前头凉快。”阿姨回头问：“前头凉快吗？”我觉得后头人少，比较凉快啊。司机气得说不出话来，全车人都笑得说不出话来。 Và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ? À? Bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Sân theo tờ xua, cái <laughs> sai của thanh điệu. Y thiên, một cơ ai dĩ sang là dĩ liang, dù khung thiểu tờ cung cung chi chớ. Y thiên là có một hôm hoặc là một hôm nọ, dĩ cơ a dĩ tức là một gì a dĩ cái nghĩa gốc nó là gì tức là chị em của mẹ mình nó thì gọi là a dĩ thế nhưng mà ra ngoài xã hội cái người mà trạc trạc tuổi ngang ngang tuổi với mẹ của mình thì mình cũng gọi là a dĩ được nói chung là một người à, tương đối đứng đứng tuổi là được dĩ cơ a dĩ là có một gì nọ sang lời dĩ len sang lời dĩ len dù khung thiểu thờ cung cung chi sơ Như vậy đây chúng ta tìm từ trung tâm nè Sang là lê dĩ len Tức là đã lên một chiếc Một chiếc gì? Một chiếc xe buýt Sang là lê dĩ len cung cung chi sơ Đã bước lên một chiếc xe buýt Sang lời lộng từ lên Sang lê là đã lên Sang là lê dĩ len Len lê đây là lượng từ của xe ha Sang là lê dĩ len cung cung chi sơ Bây giờ cái xe đó như thế nào? Trầm mấy giang thờ cung cung chi sơ thì cái tính chất nó nằm phía đằng trước nó là định ngữ đó. dù khung thẻo tờ cung cung chi chớ là một hôm nọ có một cái bài gì gọi là có một cái gì nọ à, lên một chiếc xe buýt có máy lạnh dù khung thẻo là có máy lạnh yin quê dù khung thẻo tờ cung cung chi chớ bị phụ thúng tờ cung cung chi chớ bởi vì cái xe buýt mà có máy lạnh yên quay là bởi vì dù khung thẻo tờ cung cung xe bởi vì cái xe buýt có máy lạnh bị là so với bị phù thông tờ cung cung xe so với cái xe buýt thông thường phù thông là phổ thông á là thông thường là thì như thế nào bởi vì xe buýt có máy lạnh so với xe buýt mà thông thường thì có gì khác nhau nè quê dĩ khoai sẽ là mắc hơn một đồng rồi bởi vì xe buýt có máy lạnh thì mắc hơn cái xe buýt bình thường là một đồng thì trong tiếng hoa nó có cấu trúc của chữ bị a bị b đó Diên quê dù khung thẻo thì cũng cũng suy sơ bị phổ thông thì cũng cũng suy sơ quê dĩ khoai sẽ a so với b rồi cái tính chất mới nằm phía đằng sau như vậy ví dụ tôi cao hơn nấy là quả bì thá tôi so với nấy rồi cao bỏ bì tha cao cái này mắc hơn cái kia trước cơ bì na gờ quê rồi hôm nay nóng hơn hôm qua là chín thiên bì chúa thiên rơ rồi mọi người lưu ý như vậy ha như vậy cái cấu trúc cái chỗ này thì chúng ta hiểu rồi nè vì quê dù khung thẻo thì cũng, cũng, cũng chi đó là a đó bị phổ thông thì cũng không chi rồi sao nữa quê dĩ khoai sẻn mắc hơn một đồng. Tiếp theo, số gì sư chi tuê ai dĩ số. Số gì là cho nên, sư chi là cái anh tài xế. Tuê ai dĩ số hoặc là kênh ai dĩ số cũng được. Đã nói với cái gì đó, liền khoai. Liền khoai là hai đồng. Như vậy là cái gì đó chắc là bỏ vô ít hơn. Bỏ tiền vô trong cái thùng nó sẽ biết nó tự động thu tiền mà bỏ tiền vào cái thùng ít hơn cho nên là cái anh tài xế mới nhắc là Lẹn khoai hai đồng tan sư yin quay trơ cơ ai dĩ thiên chẩn là lẹn khoai ta sư là nhưng yin quay là bởi vì trơ cơ ai dĩ là cái gì này thiên thần là nghe thành thiên thần là lẹn khoai đã nghe thành lẹn khoai chứ không phải là lẹn khoai Rồi. Yeah. anh tài xế thì nói là Lẹn khoai nhưng mà cái gì này thì lại nghe thành lẻn khoai là mát mẻ à, tan sư dưới quay rơi cơ ai dị thiên sẩn là lẻn khoai số gì tả to tả đây là khuỷ tả còn chữ tao là rằng số gì tả tao có nghĩa là số gì khuỷ tả to trả lời rằng chữ tao đây là rằng ha tả tao trả lời rằng hoặc là đáp rằng sư à không theo chớ chưa sư lẻn khoai đúng vậy Khung thẻo chơ là xe có máy lạnh đó. chưa sư là thì chưa xưa có nghĩa là thì thôi Lẹn khoai là mát mẻ Đúng vậy, xe có máy lạnh thì mát mẻ đấy Sư chi dâu số anh tài xế lại nói nữa à, Anh lại nói tức là Không đúng với cái ý của anh Cho nên anh nói là Sư chi dâu số anh tài xế lại nói Thổ lẹn khoai Thổ đây có nghĩa là bỏ vào chữ đầu á Đầu tư là bỏ vốn vào Đầu cơ tức là bỏ tiền vào chờ cơ hội Chữ thổ là đầu tức là bỏ vào Thổ liền khoai tức là bỏ hai đồng vào Thổ đây là động từ bỏ vào cho vào Như vậy là mình đi bỏ phiếu gọi là thổ phiếu suy thổ phiếu Đi bỏ phiếu để bầu chọn cái gì đó là thổ phiếu Thổ liền khoai bỏ hai đồng vào Rồi, anh tài xế nói như vậy đó Sư chí dâu số Thổ liền khoai a dĩ xeo trơ tả cái bà gì đó cái người gì đó sao cho khuế tả cười và đáp rằng ở ờ, cái người gì đó mới đáp nè của ta anh thổ liền khoai không chỉ là đầu nó mát thôi không những cái đầu nó mát ở trẻ là đồng thời chuyển sinh tôi liền khoai cả thân người đều mát số quản là nói xong chiêu hoàng chiêu hoàng là hướng về ha tờ chơ tờ men chi chiêu hoàng tờ men chi nói xong thì đi về phía sau của cái xe tức là lên là lên ở phía cửa trước và cái gì đó mới đi về phía sau cái đuôi xe cái xe nó dài mà Cho biết nó dài chiêu hoàng hậu men chi là đi về phía sau thì anh tài xế này anh thấy cũng không hiểu đúng cái ý của anh anh mới nói nè Sư di chỉ là anh tài xế đã bắt đầu sốt ruột rồi. À. Sư di chỉ là số so, anh tài xế bắt đầu sốt ruột và đã nói nè sư số sẻn thổ lèn khoai. Tôi nói là tiền là phải bỏ hai đồng vào. sư số là tôi, à, tôi nói tôi á, Chữ sư này để nhấn mạnh thôi. Quả sư số tức là tôi muốn nói là sẻn thổ lèn khoai tiền là phải bỏ hai đồng vào. Ai dĩ hủy thổ quên thế cái người gì đó mới quay đầu lại và hỏi hủy thổ là quay đầu lại quên là hỏi chén thổ lẻn khoai ma chén thổ lẻn khoai ma à, chén thổ ở đây cái gì đó là hiểu khác rồi à tức là gì đó nghĩ là chén thổ là ở cái đầu trước ở cái đầu trước của cái xe đó chén thổ lẻn khoai ma ở đầu trước mát mẻ không sạo Tôi cảm thấy ở cái đầu sau thì gì đó nghĩ là hô thủ là cái đầu sau của cái xe. Rảnh bị treo sạo, người khá là ít. Lẹn khoai à, nó sẽ mát đấy. À, người ít thì nó sẽ mát hơn. Ý người đó, cái gì đó hiểu như vậy. Thì ở đây tại sao gì đó lại hiểu lầm như vậy? Thì mình phát hiện là lẽ là anh tài xế, anh phải nói á. Chén chén xẻn là tiền á, anh phải ngưng lại rồi thủ lèn khoai bỏ hai đồng vào, nhưng mà anh ấy lại nói liền luôn xẻn thủ lèn khoai, cho nên gì đó mới hiểu lầm là xẻn thủ à, hiểu lầm thành cái từ ở bên dưới, à, từ bên dưới là xẻn thủ này là ở cái phần đầu, rồi cho nên gì đó mới trả lời là ai dĩ khỏe à, khỏe thổ quên quay đầu lại hỏi nè, xẻn thổ lèn khoai mà cái phần đầu có mát không? hô thổ tôi cảm thấy ở cái đầu sau Tức là đầu sau của cái xe Rảnh sào là người ít Bị chớ lãng hoa à Cũng khá là mát mẻ đấy Sư chi Chi so bụi chú hoa lại Anh tài xế tức giận Đến mức chi đây là tức giận Chi là sân chi đó Chi tức là chỉ cái bộ người Chỉ mức độ giận đến mức so bụi chú hoa lại Không nói được lời nào nữa So bụi chú hoa lại rồi Chuyển sơ Chuyển sơ là toàn xe Chuyển sơ rỉnh Đó là người trên cả cái xe Tối xeo là đều cười lên hết Chuyển sơ rỉnh tối xeo là Người trên xe đều cười Đều cười lên Rồi Số buổi xu hoa lại Và cũng không nói được lời nào luôn Không nói được lời nào so buổi xu hoa lại Là không nói được lời nào Như vậy vừa rồi là các anh chị và các bạn đã nghe và hiểu nhiều chưa ạ? À? bây giờ đầu tiên xin mời các anh chị hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa phần này mọi người có thể là không cần phải nhìn lên màn hình như vậy sẽ tốt hơn để xem mình đã nghe giải thích rồi mình hiểu được nhiều không nếu mọi người có thể nghe được nhiều lần thì sẽ rất tốt thuộc luôn và kể lại thì càng tốt hơn <laughs> 二一天，一个阿姨上了一辆有空调的公共汽车，投了一块钱。因为有空调的公共汽车比普通的公共汽车贵一块钱，所以司机对阿姨说：“两块。”但是因为这个阿姨听成了“凉快”，所以答道：“是啊，空调车就是凉快。” 司机又说：“头凉快。”阿姨笑着回答：“不但头凉快，而且全身都凉快。”说完就往车的后面走去。司机急了，说：“我是说前头凉快。”阿姨回头问：“前头凉快吗？我觉得后头人少，比较凉快啊。”司机气得说不出话来。 và đến đây là mình kết thúc cái phần chín hai này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi thắc mắc mọi người cứ viết trong phần comment mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất và và cái mùa dịch bệnh này mình cũng chúc mọi người an lành vượt qua mùa dịch xin chào mọi người